Chương trình này được bảo trợ bởi Loan Factory 714-444-9999, đừng bỏ lỡ. Mua một ly McCafe Latte, Mocha hay Macchiato cỡ nhỏ chỉ 2 đồng tại McDonald's, giá cả và địa điểm có thể khác nhau. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. California for all. Để biết thêm chi tiết, mời quý vị vào trang covid19.ca.gov. Thức dậy và dùng điểm tâm với món bánh mì gà khoái khẩu. Mua 2 bánh chicken McWiddles đậm đà hay McChicken biscuit nóng chỉ có 3,50 đồng. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ hai của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Hồi nãy thì chúng ta đang nói đến vấn đề mà cái tiền, gói tiền mà kích thích kinh tế thì cũng liên quan đến về tiền đó. Thì tối ngày hôm qua, Hội đồng thành phố Los Angeles đã thống nhất rằng là đồng ý để mà trả thêm $5 mỗi giờ cho những cái nhân viên mà làm ở chợ cũng như là bán ở các tiệm thuốc Tây. Thì cái số tiền mà $5 mỗi giờ là rất là lớn, thưa quý vị. $5 mỗi giờ là bởi vì nó là những cái người này, họ khi đi làm đó, họ phải đối phó với lại những cái nguy cơ mà bị lây nhiễm rất là cao. Tuy nhiên cái số tiền này chỉ được trả trong vòng 120 ngày, tức là 4 tháng, và bắt đầu chính thức áp dụng là từ sau ngày 16 Tây tháng 4, chứ không phải là ngay bây giờ. Thì cũng liên quan đến cái số tiền tăng cái giờ làm lên, như tiền lương của mỗi giờ làm lên đó, thì tối ngày hôm thứ Ba, thành phố Santa Ana, nơi mà rất là gần mình ở đây, cũng đã đồng ý là tăng lương cho những cái người cũng là buôn bán ở chợ cũng như là bán ở các cái tiệm thuốc lên $4 mỗi giờ. Cái điều này á, cũng được nhiều cái thành phố khác họ bỏ phiếu, như là Costa Mesa hay là Irvine vân vân, nhưng mà cái final cuối cùng như thế nào thì vẫn chưa có. Hiện bây giờ chỉ biết là Los Angeles thì sẽ tăng lên là $5, còn Santa Ana thì là tăng lên $4. Nhưng mà quý vị cũng lưu ý rằng ví dụ như là mỗi một cái nơi nó có cái quy định, không phải là chợ nào tăng. Như là thành phố Santa Ana đó, thì cái này nó quy định á, là những dành cho 55 cái doanh nghiệp, mà những cái doanh nghiệp này á, là họ phải có cái số nhân viên ở trên toàn quốc là 300 nhân viên. Và ngay tại mỗi một cái chợ như vậy đó, thuộc cái hệ thống đó phải có ít nhất là 15 nhân viên. Còn đối với những cái chợ nhỏ nhỏ thì người ta không có tính. Thì những cái nơi giống như là Target hay Walmart á, là nó nằm ở trong cái vụ này. Mà cũng liên quan đến cái tiền tăng này thì cũng có nhiều người thành phố người ta phản ứng. Ví dụ như ở Long Beach vừa rồi, khi mà nó là tăng lên 4 đồng một giờ thì có những tiệm ta đóng cửa luôn. Ta nói là họ không có khả năng để mà họ đáp ứng cái chuyện mà tăng lương đến mức như vậy. Như vậy như Ngọc Lan nói đó, là cái tiền mà người ta đang là đề nghị tăng cái tiền rủi ro khi mà đi làm ở tất cả những cái hệ thống chợ như vậy đó, là người chủ chợ hay là chủ doanh nghiệp đó họ phải chịu. Đúng rồi. Chi ra. Đúng rồi. Chứ không phải là tiền đó là của chính phủ trợ giúp. Yeah. Nếu mà chính phủ trợ giúp thì ai cũng như ai rồi. Còn cái này là họ buộc cái chủ của cái doanh nghiệp đó họ phải làm. Nhưng mà đương nhiên đối với lại những cái doanh nghiệp như vậy á, thì Ngọc Lan nghĩ họ cũng sẽ có nhận được cái sự phần nào sự hỗ trợ của chính phủ là một. Cái thứ hai á, ví dụ như ở thành phố Santa Ana đi, thì cái người mà đề nghị ra cái chuyện mà tăng lương này á, là chúng ta biết là thành phố Santa Ana vừa rồi có một nghị viên gốc Việt, đó là cô Phan Việt Thái, cô là người đề nghị cái này. Tuy nhiên khi mà đưa ra để mà bỏ phiếu vào tối ngày hôm thứ Ba đó, thì cũng có hai người ở trong hội đồng thành phố Santa Ana không đồng ý với cái điều này. Bởi vì họ nói những người đi làm trong thời gian qua mà nói là phải đối diện với lại những cái nguy cơ lây nhiễm, rủi ro đó thì rất là nhiều, chứ không chỉ có những người bán hàng ở chợ hoặc là những nhân viên nhà thuốc. Nhưng mà cái lập luận mà để bảo vệ những người này thì nói là rất là nhiều người làm ở cái công việc ví dụ như là cashier đồ đó, họ nói là họ rất là sợ, bởi vì nhiều khách hàng vô rồi không đeo khẩu trang, rồi cái sự tiếp xúc của họ nó có quá gần, có thể dẫn đến cái nguy cơ mà họ bị lây nhiễm nhiều hơn, cũng như là lương của những người đó thì nó quá thấp.
Trở lại vấn đề tiền bạc thì hồi nãy chúng ta có nói về cái vấn đề tiền trợ cấp thất nghiệp đó, khi mà cái gói 1.900 tỷ này được thông qua từ Hạ viện tới Thượng viện đó, mà nếu chúng ta là những người sẽ nhận được những cái món tiền này, đồng thời những người mà đang hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng sẽ nhận được thêm cái khoản tiền trợ giúp từ cái gói Covid-19 này. Thì hôm nay có một cái bản tin cho thấy rằng là những người mà chuyên môn gọi là gian lận sở thất nghiệp đó, thì họ nhìn thấy đó là một cái món quà Giáng sinh sớm, early Christmas gift, thưa với cái vị, là tại vì họ sẽ tiếp tục làm đơn lên sở thất nghiệp để mà lãnh tiếp tục những cái tiền gian lận đó. Qua một cái cuộc phỏng vấn của đài ABC News cùng với lại nhân viên có trách nhiệm của sở thất nghiệp đó, thì họ cho biết rằng là trong 4 tháng đầu năm của dịch bệnh đó, thì họ có trung bình là mỗi ngày 1.000 hồ sơ giả tạo để xin tiền trợ cấp thất nghiệp trong 4 tháng đầu năm của năm 2020. Mà cho tới bây giờ họ vẫn chưa có giải quyết làm sao được hết. Mỗi một ngày có 1.000 cái hồ sơ như vậy. Bank of America trong lúc bây giờ đó thì đã đóng băng hơn gần 350.000 cái thẻ trợ cấp thất nghiệp vì nghi ngờ là họ có hồ sơ gian lận. Rồi trong đó người ta điều tra ra thấy đó thì những người bị đang ở tù đó mà cũng làm đơn để xin trợ cấp thất nghiệp, hay là người thân lấy tên của cái người đang ở tù đó để xin trợ cấp thất nghiệp, nó lên tới gọi là 45.000 những người đang ở tù cũng nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp. Cái con số tiền mà thất thoát từ sở thất nghiệp từ hồi đại dịch cho tới bây giờ là hơn 10 tỷ đô la, thưa với quý vị. Cho nên họ nói rằng là càng ngày càng có những cái gói trợ cấp, gói kích thích kinh tế, thì những cái người này họ tiếp tục tiếp làm đơn lên xin tiếp tục trợ cấp thất nghiệp mà họ đã ăn từ hồi đầu mùa dịch tới bây giờ. Cho nên họ nói rằng là cái vấn đề của sở thất nghiệp á, nó cũng tội nghiệp cho người ta, là tại vì bao nhiêu năm rồi mà có một cái lịch đại dịch, rồi một lúc mà họ phải làm việc với bao nhiêu là triệu người xin tiền thất nghiệp cùng một lúc như vậy đó, dĩ nhiên để ra những cái sơ sót. Nói về vấn đề tiền thì ai cũng muốn nghe hết. Đến bây giờ đó thì nơi mà mình không tính là những cái công ty mà đòi hỏi cái người có cái bằng cấp cao, mình chỉ đang nói đến những cái công việc mà lao động mà chân tay trong đó nhiều, thì hiện nay đó là Costco là nơi đang trả cái lương mà minimum wage cao nhất, tức là 16 đô la một giờ. Tối thiểu đó. Tương tối thiểu đó, có nghĩa là ai vào trong Costco làm sẽ nhận được cái mức lương tối thiểu là 16 đô la. Mà cách đây 2 năm á thì họ đã tăng lên là 15 đô la. Từ 15 đô la 2 năm họ lên 16 là rất là cao. Trong khi đó thì quý vị biết là Walmart vừa rồi cũng tăng lương lên. Thì cái lương minimum wage của Walmart á là 11 đô la một giờ. Có một số nơi á, thì ví dụ như ở tiểu bang California thì cái lương của Walmart lại là 15 đô la, nó tùy theo từng tiểu bang. Trong khi cái lương mà minimum wage trên toàn quốc á, hiện bây giờ vẫn chỉ có 7 đồng 25 xu. Cái đó là thôi. Mức lương của liên bang đó. Liên bang, mức lương của liên bang hiện bây giờ như vậy. Nhưng mà cho dù là ở tiểu bang nào mà người nào vô làm Costco thì cái mức khởi điểm cũng là 16 đô la. Thì đó là một cái tin rất là mừng cho những người làm trong hệ thống Costco, cũng như là những người làm trong hệ thống Walmart, là những cái nơi mà buôn bán lẻ lớn nhất của thế giới, đó là Walmart, có nhiều, lớn hơn Costco nữa. Yeah. Ngày hôm nay có một cái bản tin liên quan tới vấn đề chích ngừa. Cho tới giờ phút này cái vấn đề chích ngừa Covid-19 vẫn là một cái câu hỏi mà quý vị thấy hàng ngày ở trên trang mạng xã hội như là Facebook, như là Zalo, hay là nhiều cái trang mạng xã hội đó. Người ta khi mà tìm ra được một cái chỗ chích ngừa đó là thông báo cho nhau liền, hãy gọi đến số điện thoại này để chích ngừa đi, không cần phải trên 65 tuổi, không cần phải đang làm việc rủi ro này kia đó, nhiều thứ lắm. Là hết là mọi người cũng gọi vô số đó rồi xin hẹn để lấy chích, vấn đề chích ngừa. Cái vấn đề mà phân phối thuốc chích ngừa Covid-19 hiện nay đó, cái kế hoạch này hình như nó bị lỏng lẻo làm sao đó. Cho nên có những nơi thì có chích ngừa, có những nơi không được chích ngừa. Rồi hiện nay theo như chính quyền của Tổng thống Joe Biden là sẽ cung cấp hết cho tất cả các tiệm thuốc Tây mà hệ thống lớn như là CVS hay là Walgreens hay là Rite Aid hay là các tiệm trung tâm y tế công cộng vân vân để chích ngừa cho càng nhiều người càng tốt. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì cái vấn đề chích ngừa đó, hàng ngày coi ở trên mạng đó là
cứ rủ nhau gọi đến chỗ này, đăng ký chỗ kia, ghi danh chỗ này, rồi chạy tùm lum hết để mà kiếm được cái nơi chích ngừa. Bản tin hôm nay cho thấy là California sẽ bắt đầu để dành lại 40% cái thuốc chích ngừa này dùng vào cho những cái nơi mà dễ bị rủi ro nhất. Tức là họ sẽ coi cái bản đồ, Santa Ana cũng là một trong những cái điểm nóng trong cái thời đại dịch, là có nhiều người lây lan, nhiều người mắc bệnh, thì họ sẽ dùng cái số lượng thuốc này dành riêng cho vực cái khu vực đó thôi. Đó, cho nhiều người càng chích càng tốt. Hay là những cái khu vực mà nằm trong cái bản đồ đỏ của họ đó, tức là những nơi này là những người lây nhiễm rất là nhanh, hay là số lượng bị lây nhiễm nhiều, thì sẽ được ưu tiên chích ngừa trước. Cho nên Ngọc Lan ngày hôm qua hình như là cũng đang có cái âm mưu đi chích ngừa ở đâu. Âm mưu đi chích ngừa theo cái lời mách bảo của nhiều người, nói là có những cái nơi đó thì người ta có cái thuốc, giống như một ngày người ta mở ra bao nhiêu liều đi thì họ phải chích cho hết. Rồi có những người có lịch hẹn á, nhưng mà người ta không tới. Người ta không tới thì cái thuốc đó nó sẽ dư lại. Có những cái nơi á, thì người ta, nhân viên ở đó người ta sẽ gọi, gọi cho những người trong waiting list, hay gọi cho những người và bạn bè thân quen. Nhưng mà có những nơi đó thì ai, người dân cứ đến xếp hàng, xếp nhiều khi 5 giờ chiều chích ngừa, mà 7 giờ sáng người ta đứng người ta chờ rồi, chờ cho đến hết những người có hẹn, mà ai mà dư lại thì biết đâu mình có. Nhưng mà có những người chờ cả 3 ngày luôn cũng không có gì hết. Xin mời quý vị cùng trở lại với Nguyễn Trường và Ngọc Lan sau phần bảo trợ thương mại.